Vâng, hello chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì những ai theo dõi cái vụ việc của Hồng Loan cũng như là sóng gió gia tộc liên quan đến việc là tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thì Hồng Loan ngày hôm nay sẽ gặp một thông tin là rất là buồn ha, đối với tất cả những ai mà yêu mến và theo dõi Hồng Loan. Thì ngày hôm nay thì Hồng Loan đã chính thức ở đây là bị cái người tên là Cát Cát, con Facebook là Cát Cát ấy, đã khởi kiện đó, thì bắt Hồng Loan sẽ phải gỡ bài. Cái thông tin này thì bắt nguồn từ cái thông tin ở đây là Hồng Loan có chia sẻ một cái bài viết của Cát Cát, nhưng mà thực ra cái nick Facebook này nó chỉ là giả mạo thôi. Chúng ta ai cũng biết là Cát Cát là con của cô Lành Bún Bò đó, thì con của cô Lành Bún Bò thì là ở bên phe của Ve, thì chắc chắn rằng là khi mà chị Hồng Loan mà đăng tải những cái bài viết này lên thì nó sẽ gọi là những cái thông tin trái chiều được đưa ra. Và đặc biệt nhất thì cái Facebook Cát Cát này lại không phải là cái Facebook chính chủ của Cát Cát, mà đây chỉ là một cái Facebook giả mạo. Thì khi mà Hồng Loan ấy đã bức xúc khi mà một cái người mà lên xúc phạm người cha của mình là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì Hồng Loan đã không kìm chế được cảm xúc đó và đã chia sẻ ngay mà không đính chính, không xem lại, không vô trang Facebook cá nhân đó để xem là cái Facebook này nó có chính thức là cái Facebook của Cát Cát con cô Lành Bún Bò hay không. Thì Hồng Loan đã chia sẻ ngay nên là Cát Cát đã đến công an phường để thưa kiện Hồng Loan và bắt buộc là Hồng Loan phải gỡ cái bài viết này. Thì cái thông tin này thì Hồng Loan có chia sẻ như sau: là ba chị đã làm gì để em đem ra chà đạp người đã từng giúp đỡ cho đấng sinh thành ra mình, và đó là con nít cũng không có tội, cũng đem ra để sỉ nhục lên nó đó. Thì ở đây cái bài viết này thì chúng ta thấy rất là rõ là Cát Cát có viết một cái bài viết là cậu Năm cũng ích kỷ không quân tử gì đó. Thì nói chung là đây, cái thông tin này là Facebook này là giả mạo, bởi vì những cái câu từ nói này này nó không có một cái kiểu như là một cái người có học thức đó. Còn cái tên mà Cát Cát ấy, con cô Lành ấy, là cũng là một diễn viên, là một người có học thức nên là sẽ không có bình luận một cách là chia sẻ bài viết như vậy. Nên là khi mà Hồng Loan ấy là chia sẻ lên thì Cát Cát đã đính chính ngay là xin minh oan, là viết cái bài viết lên ha, là ngày hôm nay ngày 11 tháng 12 năm 2023 và lúc 9:30, một tài khoản Facebook có tên là Võ Thị Hồng Loan, tức là chị Hồng Loan, chị đã đăng tải bài post sai sự thật, thông tin chưa hề có kiểm duyệt, đây chỉ là hình ảnh đã chỉnh sửa gây ra việc hiểu lầm của chị đó. Có nghĩa là Hồng Loan chia sẻ và đăng lên cái Facebook cá nhân có tích xanh là Võ Thị Hồng Loan ấy về một cái bài viết của Cát Cát, nhưng mà cái Facebook này thì nó lại là Facebook giả mạo của Cát Cát thật, nó lại là vô tình, nó lại là một cái thông tin mà chúng ta không mong muốn. Là đúng ra thì Hồng Loan cũng phải nên xem xét lại những cái Facebook giả mạo như vậy để tránh là liên quan đến pháp lý. Trong khi đó cái việc mà mình khởi kiện hình sự về cái việc là sao kê cái tiền phúng điếu chưa xong, rồi là vấn đề tranh chấp tài sản chưa xong, thì lại dính đến cái thông tin này đó. Ở nay Cát viết bài này đang yêu cầu chị phải xác minh rõ thông tin, nếu không em xin đem sự việc này ra pháp luật và an ninh mạng để điều tra rõ sự thật, ai là chủ mưu đứng sau câu chuyện này để vu oan cho Cát Cát. Nếu chị chứng minh được là hình ảnh phía dưới xuất phát từ Facebook chính thức của Cát Cát thì em sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ lời nói của mình. Hiện tại em đang có mặt tại công an phường 1 quận Phú Nhuận để nhờ pháp luật xác minh rõ thông tin và bảo vệ danh dự cho em. Em xin khẳng định một lần nữa, những hình ảnh trên trang Facebook cá nhân có tích xanh của chị Võ Thị Hồng Loan đều là bịa đặt và đã qua chỉnh sửa. Em xin cộng đồng mạng hãy bình tĩnh và tìm hiểu vấn đề để tránh đẩy mọi việc đi quá xa. Đó. Và sau cái bài viết này của Cát Cát, chúng ta đã biết rằng là nhận được cái thông tin gọi là thông tin buồn rồi đó quý vị. Bởi vì là hôm nay thì Hồng Loan cũng vừa mới đăng tải một cái bài viết xong để đính chính cái sự việc này, là mến gửi cô chú anh chị, chú bác anh chị, hôm nay do con quá bức xúc khi đọc được những thông tin trên mạng có một nick Facebook tên là Cát Cát đã đăng tải những thông tin không đúng sự thật và lên án xúc phạm ba con cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì nhất thời con không thể kiềm chế cảm xúc khi có ai đó xúc phạm ba con, nên con đã chụp lại bài viết của nick Cát Cát đó và có đôi dòng trạng thái bức xúc. Và sau đó có người cũng tên Cát Cát đã lên công an trình báo và cho rằng con mang hình ảnh của họ lên mạng để bôi nhọ. Vì vậy công an đã mời lên làm việc và yêu cầu con phải gỡ bài viết trên vì có hình ảnh của người đó. Họ nói đó không phải nick của họ. Do trước nay con luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, cũng không mong muốn các cơ quan chức năng phải mất thời gian giải quyết đơn thư vì những chuyện không đâu, nên con đã đồng ý hợp tác xóa bài viết nêu trên.
Vì vậy qua đây con cũng có đôi dòng tâm sự gửi đến quý cộng đồng mạng như sau. Đó, có nghĩa là may mắn cũng là một cái may mắn là bây giờ Hồng Loan đã hợp tác để xóa bài viết rồi, cũng không đến cái mức là bên cấp cát kia phải làm cái đơn để khởi kiện. Đó, mà nếu mà làm đơn khởi kiện thì có thể Hồng Loan cũng sẽ rất là không may mắn đấy quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì là cái Facebook đó nó không phải là thực mà nó chỉ là cái Facebook ảo thôi. Nhưng mà ở đây là vì cái gì? Vì Hồng Loan yêu thương cha của mình. Hồng Loan không muốn ai chà đạp lên người cha đã khuất của mình. Bởi vì em nói tất cả mọi người là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã ra đi ở đây là để lại rất nhiều những cái gọi là chúng ta đã biết những cái điều tốt đẹp nhất. Mọi người vẫn yêu mến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đến như vậy. Thì đã có những cái bài viết xúc phạm như vậy thì là một người con thì họ không thể nào bình tĩnh và kiềm chế được khi có những cái thông tin như vậy. Nên là em cũng nói với tất cả mọi người rằng là khi mà nghe được những cái chia sẻ của Hồng Loan qua bài viết thì em mới cảm nhận được ở đây là cũng rất là may mắn, bởi vì ở đây là đã hợp tác và xóa bài rồi, không có đẩy cái sự việc này đi quá xa. Đó, Hồng Loan có viết một cái bài viết là: đầu tiên con cảm ơn mọi người đã đến với con, yêu thương gia đình con, chị em con Bùm Mỹ, vì xuất phát từ yêu thương ba con, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chị em con sẽ ghi nhớ, biết ơn tình cảm này. Thời gian qua có nhiều sự kiện xảy ra xung quanh gia đình nhỏ của chúng con. Nói gì thì nói thì chị em con cũng vì đó mà ảnh hưởng tâm lý rất nhiều người. Dù đã luôn động viên nhau cố gắng vượt qua. Vì vậy, sau thư này con kính mong quý cô, chú, bác, anh chị yêu thương, chị em con, gia đình nhỏ của con từ nay chị ủng hộ chúng con bằng việc là giúp chị con, chị em con mua bán hanh thông thuận lợi và càng vui vẻ. Thỉnh thoảng tụi con livestream chia sẻ chuyện vui trong nhà. Đó là món quà quý giá nhất mà ba con cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại cho con, tình yêu thương của mọi người. Có nghĩa là bây giờ thì chúng ta hãy tập trung vào cái việc chính là cái vấn đề là kiện tụng liên quan đến pháp lý về cái căn nhà mà mẹ con của Ve đã gọi là làm cái đơn để gọi là đơn kiện đấy, kiện Hồng Loan đấy, để cướp lại cái căn nhà đó cũng như là đòi đồng sở hữu tài sản. Cái thứ hai đó chính là Hồng Loan cũng gửi đơn đến tòa hình sự ấy về cái vấn đề là kiện cái vấn đề là tiền phúng điếu của cha mình. Thì Hồng Loan hoàn toàn có thể là cái việc này, bởi vì sao? Hồng Loan là con của cố nghệ sĩ Vũ Linh và hiện tại thì tất cả cái tài sản đó vẫn đang đứng tên của Hồng Loan. Loan đã sang tên rồi, nhưng mà mẹ con cô Sáu thì lại đòi giành giật để chiếm cái quyền quyền là đồng sở hữu đó. Thứ hai, việc pháp lý đang giải quyết ở tòa án Phú Nhuận tranh chấp thừa kế thì con cũng có luật sư hỗ trợ. Anh chị luật sư và chị Ni vẫn luôn luôn đồng hành cùng con, bảo vệ cho con, nên con cũng mong mọi người cứ tin tưởng và chờ kết quả cuối cùng từ tòa án. Hiện tại con vẫn quản lý các tài sản của ba con. Đó, con vẫn sống trong căn nhà của ba con để lại và ngày ngày chăm nom nhang khói đầy đủ ấm áp đến ông bà cửu huyền thất tổ như tâm nguyện của ba con. Cuối cùng, vì hiện nay có nhiều thông tin giả sai sự thật quá nhiều, nick giả mạo được tạo ra để công kích lẫn nhau. Đó, nên là ở đây em nói với mọi người nha, phải nhấn mạnh câu này này, là tài sản của ba con là con vẫn giữ. Đó, căn nhà của ba con thì con vẫn ở, con vẫn chăm nom nhang khói đầy đủ ấm áp ở bên trong nhà đó, thì chứng tỏ đây là cái căn nhà đó là của Hồng Loan là đúng rồi. Nhưng mà vẫn có mẹ con cô Sáu là gửi đơn để gọi là để kiện, đúng không? Mẹ con cô Sáu để kiện. Và cái thông tin về cái việc là Hồng Loan là đứng lên cái vấn đề là đăng tải bài viết đó, chia sẻ cái thông tin đó là nó không phải là cái bài viết của các cát, có nghĩa là không đúng sự thật đấy, là mình chia sẻ lên thì có thể là sẽ bị phạt đấy. Nhưng mà cũng may mắn làm sao mà bây giờ Hồng Loan cũng đã hợp tác để có thể xóa cái bài đó rồi. Thì đây cũng là một cái thông tin mà vui đối với chúng ta. Đó, cũng có nhiều quý vị khán giả cũng bình luận ở đây là cũng có nhiều người cũng nói rằng là phải cố lên, mọi người luôn bên cạnh. Bởi vì là ở đây là chỉ cần tâm thiện lành thì bà con vẫn mọi người vẫn sẽ ủng hộ, và đặc biệt là ba của Hồng Loan là cố sĩ Vũ Linh ấy vẫn sẽ phù hộ cho Hồng Loan. Đó, thì có thể nói rằng ở đây á, trong một cái bài viết mới nhất mà Hồng Loan chia sẻ thì có rất nhiều quý vị khán giả ở đây lên bình luận và nói rằng lần tới những ai mà thấy bài đó, lưu link bài viết, link trang đó, nộp thẳng đến cơ quan công an. Chẳng những nick ảo công kích gia đình Hồng Loan mà những cái nick vớ vẩn linh tinh thì cứ nộp hết lên. Có nghĩa là họ đang giả tạo cái nick Facebook của người này người kia, không biết với cái mục đích gì, để nhằm công kích nội bộ trong gia đình. Cũng như ở đây là tất cả quý vị khán giả cũng đã biết là hiện tại thì đang có những cái phe đối lập. Đó, một bên thì ủng hộ cho Hồng Loan, một bên thì lại ủng hộ cho bên Ve để gọi là tranh giành tài sản đồng sở hữu. Đó, thì em cũng nói với tất cả mọi người rằng là khi mà Hồng Loan có chia sẻ cái bài viết đó lên thì cái nick Facebook đó nó lại không phải là chính chủ mà nó chỉ là cái người giả mạo thôi. Thì cái người chính chủ đó lại đi kiện Hồng Loan.
đó ra bên công an phường Phú Nhuận để kiện, thì công an sẽ triệu tập Hồng Loan lên và sau đó thì đã yêu cầu là phải gỡ bài đó, chứ nếu không là còn phải liên quan đến pháp lý rất nhiều nữa. Mà em nói với tất cả mọi người là nghe đâu thì bên phía của Ve lại tiếp tục có một cái đơn đó, lại làm cái đơn để là kiện Hồng Loan rồi. Nghe đâu cũng rất nhiều đơn quý vị, bởi vì sao? Bởi vì cái căn nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để lại cho Hồng Loan ấy nó có giá trị rất là lớn đó. Cái thứ hai là ở đây với một cái tình gọi là anh em đó, em của nghệ sĩ Vũ Linh cũng muốn đòi giành giật căn nhà đó, cũng muốn đồng sở hữu. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là phía của Ve đó, phía của Ve với con với phía của cô Sáu ấy, là hai mẹ con ấy đó, cũng làm cái đơn ở đây là yêu cầu là đòi đồng sở hữu rồi. Còn cái tiền phúng điếu thì đó là tiền của, đấy là cái việc của gia đình, việc kín, việc riêng, không cần phải sao kê. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết rằng ở đây là đâu có biết số tiền đó là bao nhiêu đâu, đúng không? Cái hưởng lợi bây giờ chúng ta đã biết rằng là ở đây là một người con mà không biết cái tiền phúng điếu người ta đi phúng điếu cho cha mình là bao nhiêu. Thì em hỏi mọi người ai chả bức xúc thì họ phải làm cái việc đấy là khởi tố vụ án thôi đó. Nên là trong cái vụ việc ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là qua đó cái nick Facebook Cát Cát đó, đó là con của cô lành muốn bỏ đó, đó có chia sẻ thông tin đó, là không phải là Facebook chính thức đâu, đó là cái Facebook ở đây là Facebook giả mạo thôi đó, để cho mọi người hiểu được, không mất công mọi người lại có thể đó là chia sẻ cái bài viết đó mà nó không thì không kiểm chứng ấy, thì mọi người lại dính liên quan đến pháp lý, nó lại mất công đó. Nên là thông qua cái bài viết của Hồng Loan cũng cảm thấy rằng là ở đây là Hồng Loan đã xóa bài viết rồi đó, cũng là cũng nói với tất cả mọi người là cái Facebook đó nó chỉ là Facebook giả mạo thôi, cũng chỉ vì ở đây là Hồng Loan đó, là cảm thấy bài viết đó nó xúc phạm đến cha mình đã quá cố của mình, rồi là xúc phạm ở đây đến người thân trong gia đình của mình, thì bắt buộc họ phải bức xúc, họ phải lên tiếng. Nhưng mà ở đây không may mắn đã đến là ở đây là bên đó họ đã đem ra công an để họ bắt yêu cầu như vậy, thì vụ việc đã xong xuôi rồi quý vị nha. Và mọi người có những góp ý gì đó thì có thể là comment dưới video này ha, thì em sẽ tiếp tục cập nhật bình luận những cái thông tin mới nhất để có thể là cùng với tất cả mọi người chia sẻ cái nội dung về cái vụ việc của Hồng Loan. Rồi cái video này em xin phép dừng ở đây, em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nha. Chào mọi người.